Hello anh em nha, đây là Ford Kod 21 xe cộp anh chị nha, 225 cần hatchback hạng sang số động. Em này động cơ máy có 1.8 thôi, đi khá là tiết kiệm nhiên liệu. Xe này anh em xem ở Sài Gòn nha, 40 số 2 Phú Mỹ quận 7, hôm qua gặp chỗ anh Lâm mình rồi. Xe bên mình rất là nhiều, anh chị qua lựa thoải mái nha. Dòng Ford Kod này bên em còn 6-7 xe anh chị nha. Ghế nỉ zin vô lăng riêng hết luôn nè, túi khí ABS đầy đủ ha, full đồ chơi hết rồi, tiền đô quá trời luôn kìa. Anh em quan tâm món này thì nhắc máy alo em Thịnh mình nha. Để anh em mình 225, xe này thì chưa có dặm rửa, chưa vệ sinh, hai dàn lạnh nha anh chị nha. Nỉ zin bên em có màu đỏ, màu xám, màu trắng, màu xanh. Ford Kod và Fiesta bên em còn 7 xe. Xe này bữa nay mua nữa là 7 xe đó. Đó, thì anh em nào thích cái mẫu nào thì qua em lựa lái thử, chạy thử với em đừng có ngại ngùng nha. Qua số là 0834333371, 0866678971. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Rất là nhiều xe tại Thịnh Bến Tre, đợi anh em mình qua giao lưu cho đổi mua bán nha. Anh em quan tâm món nào thì cứ nhắc máy, đừng có ngại ngùng, đều cho bớt, đều cho nợ, đều có cho thiếu nha. Đó, xe mấy mẫu xe này thì cho anh em mình nợ 30 triệu là chuyện bình thường nha. Thì anh em nào thấy được thì alo cho em cảm ơn. Và anh em nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh nha.